hello cả nhà chan đã quay trở lại rồi đây à, rất xin lỗi các bạn vì sự gián đoạn vừa qua bởi vì là mấy hôm vừa rồi thì chan không ra chuyện là bởi vì bị trúng chớm bị uh, cúm mùa uh, tự nhiên thì thấy cái tay này nó cứ nhức nhức xong rồi người bị mỏi với cả cổ họng thì nó bị rát thì mới đầu chan cũng chỉ nghĩ là nó bị bệnh uh, viêm họng cố hữu mà thôi Tại vì cứ đến tầm tháng 1 này này là bắt đầu là chân rất hay bị viêm họng, nó bắt đầu hò <laughs> Thế nhưng mà sau đấy thì cảm thấy đầu nó cứ biêng biêng như là kiểu bị uh, Mọi người kiểu như kiểu Thiếu ngủ ấy nhưng mà thực ra không hẳn là do thiếu ngủ mà cái cảm giác này nó rất là khác Thế Nên là nếu mà bạn nào đang ở châu Âu thì, thì sẽ biết được là trong cái thời gian khoảng thời gian này này Thì ở châu Âu đang có cái uh, dịch cúm Nếu mà dính một phát là xác định sẽ được nghỉ học và nghỉ làm cả tuần luôn và cái hậu quả sau đó là bị <laughs> ho nó sẽ kéo dài hàng tháng rồi thế nên là chân quyết định nghỉ vài ngày à, trong khoảng thời gian này thì chan uống thuốc kháng sinh và kẹo ngậm ho à, cái kẹo ngậm ho này thì nó không gọi là kẹo bởi vì nó không đắng thôi nhưng thực ra nó là thuốc à, mỗi ngày thì chan chỉ được ăn max là bốn viên À, ăn nhiều đến nỗi mà là ngậm liên tục à, đến nỗi mà cái bên cái niêm mạc miệng ở bên ở bên má này, này. nó bong cả ra nó bị cháy nó bong cả ra nóng xong rồi lưỡi thì rát ăn không có cảm giác ăn đồ ăn mà không có cảm giác thì chỉ chỉ có cảm giác thấy cái vị nó hăng hăng của của cái viên thuốc đấy thôi à, nói chung là dạo này rất là yếu già rồi mà <laughs> à, nói nhảm một tí thế thôi chứ mọi người thấy cái filter này có đẹp không nhìn chân xinh đúng không nếu mà thấy đồng ý với trang thì nhớ like video để ủng hộ cho trang nhé ủng hộ cho trang là một và ủng hộ kênh chuyện nghe trang đọc truyện ngôn tình là hai à, và sau đây thì trang xin tóm tắt lại nội dung của tập 5 bộ truyện ta không phải đại sư bắt ma của tác giả duy khách một chút nhá thì như các bạn đã biết là ở tập 5 Sadako, không hiểu sao mà Chan rất thích gọi Cố phi em là Sadako. À đã cứu được Tô Địch khỏi tay bọn bắt cóc và những việc gì mà bọn chúng đã làm thì bọn chúng sẽ phải chịu trách nhiệm. Sau đó, và vì một sự hiểu nhầm nho nhỏ mà Cố Phi Âm đã bỏ chạy trốn chết khỏi bệnh viện bởi vì tưởng là chú cảnh sát sẽ tìm đến để bắt mình về đồn công an. Nhưng mà có hai việc tốt đã đến với Cố Phi Âm, đó là cô đã trở thành nhân viên chính thức có hợp đồng và có tiền lương tháng của nhà ma và đã được ăn sáng bằng trứng luộc nước trà cái điều mà cô ấy đã mơ ước từ lúc bắt đầu đến thành phố Z thành phố Z hay thành phố A nhỉ không nhớ nữa nhiều thành phố quá không biết là thành phố nào à, và ngay sau đây thì hãy cùng Chan theo dõi tiếp cuộc sống qua ngày của Sadako cùng với hai con ma ở ngôi nhà hoang sẽ tiếp diễn như thế nào ngay trong tập 6 sau đây nhé đừng quên like video để ủng hộ cho Chan chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chương 31 Hôm nay cố phi âm ăn sáng bằng trứng luộc nước trà Ăn xong liền đi làm Trứng luộc lá trà rất ngon Khi luộc vỏ trứng bị đập vỡ Để gia vị có thể ngấm vào bên trong Đến lộng ăn mùi thơm nước mũi Khi cô đến nơi làm việc Đầu tiên là đi thay đồng phục Gặp được đồng nghiệp còn vẫy tay chào một cách vui vẻ Đồng nghiệp ở đây đều rất hòa đồng thân thiện với cô Chỉ là sức khỏe không được tốt Rất dễ toát mồ hôi Cũng đúng thôi Công việc vất vả như vậy đương nhiên sẽ hại thân rồi vào các họp buổi sáng, lãnh đạo thần tiên nhắc đến việc chuyển cố phi âm lên chính thức, còn đặc biệt tuyên dương năng lực và hiệu suất làm việc cao chót vót của cô trước mặt các đồng nghiệp để mọi người vỗ tay chào đón. Sau này còn phải tiếp tục làm việc với nhau. Ngày đi làm chính thức đầu tiên của cố phi âm bắt đầu bằng một tràng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt như thế. Vị ông chủ thần tiên này còn nói, Thực ra, hôm nay còn có một chuyện tôi muốn chính thức công bố với mọi người. Đó là vào tối thứ bảy này, Tổ chế tác chương trình Người Thắng Làm Vua sẽ tới đây ghi hình. Bọn họ còn đặc biệt chọn chúng nhà ma của chúng ta nữa. Đến lúc đó, mọi người nhất định phải cố gắng lên, chứng tỏ thực lực của chúng ta. Nhà ma của chúng ta có thể hot hay không, đều nhờ cả vào lần này đấy. Vừa nghe tin này, mấy nhân viên vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Mấy cô gái hò hét tưng bừng nhảy tưng tưng tại chỗ. À, vậy là có thể nhìn thấy ai đó rồi. Đến lúc đó có thể chụp ảnh chung, xin chữ ký, ôm ôm hay không nhỉ? Cố phi âm không nghĩ tới, cô vừa lên làm chính thức đã gặp đúng dịp quan trọng như thế, nhật thời bị áp lực nặng nề. Ông chủ thần tiên cố ý nghiêm mặt nói, vậy thì phải chờ xem biểu hiện của các cậu thôi, đều làm việc hẳn hoa cho tôi. Nhân cơ hội này giúp nhà ma của chúng ta trở nên nổi tiếng, hấp dẫn càng nhiều khách đến thăm. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, mọi người phải cố gắng nắm bắt nhé. Đây là chuyện đương nhiên, không những có thể gặp được minh tinh ngoài đời thật, còn có thể được lên tivi, Nói không chừng người nào biểu hiện xuất sắc còn có thể được đạo diễn chọn đi đóng phim, đi lên đỉnh cao cuộc đời nữa đấy. Hơn nữa, đến lúc đó, ngoài nhà ma của chúng ta còn có cả mấy trò như vòng xoay ngựa gỗ, xe vượt núi, vòng quay mặt trời cũng được chọn tham gia. Năm ngoái chúng ta đã bị bình chọn là khu trò chơi đem lại doanh thu thấp nhất. Đến năm nay, không thể lại đội sổ lần nữa được. Nhân viên bộ phận nhà ma các cậu, chú ý nhớ cho kỹ khẩu hiệu của chúng ta. Phải làm cho khách hàng gào thét, làm cho khách hàng phát điên lên. Nhớ kỹ chưa? Đã nhớ rồi ạ. Nói to lên, đã nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi ạ. Ông chủ thần tiên hài lòng gật gật đầu, lại nói lại một đống chú ý. Ví dụ như, không thể tự ý cho bạn bè người thân vào xem ghi hình, phải tuân thủ quy tắc của chương trình, không thể để lộ mảy may những chuyện xảy ra khi quay tiết mục. Nói rõ ràng cẩn thận hết thảy, ông chủ mới cho tan họp. Sau khi chắp tay định rời đi, lại đặc biệt dặn dò một câu. Tiểu cố, đi vào văn phòng tôi một lát cố phi âm cài nhắc cài nhắc cái chân đi vào văn phòng ông chủ ông liếc mắt nhìn chân cô một cái rồi nói cô đã đi bệnh viện khám cái chân này chưa thế buổi chiều tôi cho phép cô nghỉ nửa ngày tới bệnh viện kiểm tra một chút xem sao đi cố phi âm nhe răng cười ha cảm ơn ông chủ ờ uh, uh, không cần khách sáo tuy rằng đã quen nhưng ông vẫn thấy cô mình lành lạnh ông chủ khoa tay nói tiểu cố à tôi vẫn rất coi trọng cô Gọi cô vào đây lần này là muốn nhắc cô đến hôm đó Phải biểu hiện cho tốt Phát huy tốt hơn nữa Từ đó đưa nhà ma của chúng ta Ngày càng phát triển khiến cho tổ tiết mục Khách hàng và người trong các bộ phận còn lại Phải nhìn nhà ma của chúng ta bằng một gặp mắt khác Cô phi âm được giao trọng trách Đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng Nghiêm túc cẩn thận nói um, Tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của ông chủ Ông chủ rất hài lòng Vậy được Cô ra ngoài làm việc đi Hai ngày tới cố gắng chuẩn bị một chút Cố phi âm cẩn thận nghĩ ngợi, làm sao để tăng hiệu quả công việc. Nhưng không gian để phát huy của cô không lớn lắm. Thường thì cô chỉ việc nằm im trong quan tài, thì thoảng chừng mắt hay mỉm cười một cái, Cũng không làm việc gì khác cả. Phải chăng đã đến lúc ra ngoài làm gì đó rồi? Hết giờ làm việc buổi sáng, cố phi âm theo lời dặn của ông chủ đi bệnh viện khám chân. Cứ để cái chân cả nhắc cả nhắc như vậy cũng không ổn cho lắm. Lúc cô đang thay đồng phục ra, thì có một đồng nghiệp tới gõ cửa nói có, 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 có người tìm cô, đang đợi trong phòng nghỉ. Cố phi âm nghi hoặc nói một câu cảm ơn. Đến tìm cô á, ai mà lại đến tìm cô nhỉ? Cô thay đồng phục xong liền đi ra, nhìn thấy là hai người lạ mặt. Là hai người tìm tôi à? Nhưng mà tôi không quen biết gì hai người cả. Bà Tô mẹ Tô mở to mắt, nhìn cô gái tóc dài đi vào phòng. dáng đi của cô có chút kỳ lạ, hơn nữa khuôn mặt trắng bạch không chút biểu cảm đôi mắt đen như mực chăm chăm nhìn họ khiến họ run sợ như đang bị thứ tà ác nào đó theo dõi hai người không ngờ cô gái cứu con trai mình lại có dáng vẻ như thế này nhìn qua là khiến người khác phải sợ hãi ờ đúng, 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 đúng thế chúng ta đặc biệt ghé qua đây để nói lời cảm ơn cháu bà tô phản ứng lại trước tiên ông kéo kéo góc áo của vợ trong lòng thầm mắng chính mình Là chỉ biết nhìn về ngoài con gái người ta tuy rằng mặt mũi lớn lên không giống người tốt nhưng bản tính lương thiện nếu là người xấu làm gì có chuyện lại đi cứu tô địch xong liền âm thầm rơi đi Nghe nói tối vài hôm trước cháu đã cứu con trai của bác Cho nên bang đã đến đồn cảnh sát hỏi địa chỉ của cháu Để đến tận nơi nói lời cảm ơn Mẹ tô lúc này cũng tỉnh táo lại Tự kiểm điểm một chút Lại nhìn thấy đôi mắt cô gái trước mặt bỗng sáng lên Như thể nhìn thấy con mồi vậy Cô nhếch miệng cười Tập tính nhấc chân đi lên phía trước Gương mặt trắng bạch Có vẻ không tốt lành gì Chà chà, là các người đấy à? Bệnh tình của bạn nhỏ kia sao rồi? Đã ổn định lại chưa? Mẹ Tô hít vào một hơi Ừm, um, ổn, đã ổn định lại rồi Ba Tô nói Cũng mày chữa trị kịp thời cho nên Bệnh tình mới có thể được khống chế Con trai bác hôm qua cũng đã xuất viện rồi Chúng tôi vốn định tối qua đến cảm ơn Nhưng mà vì không tìm được cháu Đành phải để đến hôm nay mới tới Tô định cũng định đi theo Nhưng mà lại sợ gây ra phiền phức không đáng có Vậy nên chỉ có hai ông bà già này tới thôi Bà Tô nhấc mấy túi giấy đựng đồ để bên cạnh lên, đưa cho cố phi âm. Đây là chút quà nhỏ, mong cháu nhận cho. Chúng ta rất cảm ơn cháu đã cứu nó. Bằng không, ai cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì nữa. Sợ là Tô Định cũng lành ít giữa nhiều. Cứ nhắc tới vụ bắt cóc, mẹ Tô lại đau lòng, quên luôn cả sợ hãi. Cô cố à, chúng tôi thật sự rất cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, Tô Định khả năng đã chết rồi. Trước đây bác từng đi lên miếu thắp hương, Đại sư có nói tô địch có nạn phải chết, Ra đi khi còn trẻ, nhưng bác lúc đó không tin. Nếu như bác tin lời này về sau dặn dò tô địch cẩn thận hơn thì chắc đã không xảy ra chuyện. Cũng may bây giờ đã tốt rồi, kiếp nạn đã qua, sau này tô địch có thể bình bình an an mà sống rồi. Cố phi âm vốn đang tập trung lực chú ý vào đống quà nhỏ kia, không ngờ cô mất đi 5.000 vạn nhưng còn có thể nhận lại được chút quà nhỏ. Như vậy quả như là nhà có tiền cô nháy mắt liền hết đau lòng có ít còn hơn không mà thế nhưng vừa nghe được lời mẹ tô nói lựng chú ý của cô liền bị rời đi cô nghiêng đầu nhìn về phía mẹ tô mẹ tô bị nhìn đến hoảng còn tưởng là mình đã nói sai gì rồi ờ làm sao vậy đại sư nói tô địch sẽ mất khi còn trẻ sao ờ đúng 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 thế cổ phi âm nghĩ nghĩ dường như đã hiểu được chân mình vì sao lại què như thế này là cái ông trời đáng ghét đang dày vò cô đây mà cô làm ma từng ấy năm cô cũng thoáng cảm ứng được một ít cuộc đời của mỗi con người đều đã được đạo trời sắp xếp từ sớm thế giới cũng có quy luật vận hành riêng của nó nhìn trộm thiên cơ hay làm thay đổi các quy tắc vận hành của sự vật thì sẽ phải chịu trừng phạt của đạo trời cũng bởi vì cái gọi là thiên đạo sáng sủa nhân quả tuần hoan cô bởi làm thay đổi vận mệnh vốn có của tô địch làm thay đổi luật nhân quả cậu ấy vốn phải nhận cho nên phải chịu trừng phạt ngũ tệ tam quyết của đạo trời mà trong ngũ tệ tam khuyết ngũ tệ gồm có quan, quả, cô, độc, tàn tức là chồng mất vợ, nữ quá chồng khác ba mẹ, không con cái thân tàn tật tam khuyết gồm có tiền quyền, mệnh là không tiền không quyền, không sống thọ cũng còn may, ông trời chỉ làm cô tàn chứ không lấy tiền như vậy cũng chỉ là đi đường chậm một chút cũng không phải là không thể đi nữa không ảnh hưởng quá nhiều còn nếu là không có tiền, vậy mới thật là hỏng Huống chi, hiện tại cô còn có thể nhận được món quà nhỏ này nữa. Bà Tô thấy Cố Phi Âm trầm mặc, không hiểu mà nói: "Ờ, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Cố Phi Âm ôm chặt túi quà lắc đầu nói: "Không có vấn đề gì, các người còn có chuyện gì khác nữa không?" vậy 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 là tốt rồi, à, thật sự cảm ơn cháu, đợi đến khi Tô định khỏi bệnh, nó nhất định tìm cơ hội tự mình đến cảm tạ cháu." "Được ạ." À? cô vui vẻ nhận lời để lúc đó lại có quà nhỏ để nhận nữa rồi bà mẹ tô cũng không ở lại lâu liên tục nói lời cảm ơn xong liền rời đi hai người đi ra khỏi nhà ma đồng loạt thở ra một hơi rõ ràng ngoài trời gió lạnh gào thét còn có tuyết rơi thế nhưng cảm giác còn ấm áp hơn so với bên trong nhà ma cũng không biết là tại sao có thể vì đây là nhà ma trong lòng họ có ý bài xích nên mới cảm thấy lạnh chăng bà tô liếc mẹ tô bà tô nói Vậy chúng ta trở về thôi. Mẹ Tô ngẩn ngơ nói, Ừ, um, trở về thôi. Lúc này hai vị phụ huynh nhà họ Tô giống như có chút lý giải vì sao bọn bắt cóc nói gặp ma. Tổ định mơ thấy ác mộng cũng hồ hào có ma. Cố phi âm trốn vào nhà vệ sinh xem xét túi quà. Tất cả có ba cái túi to. Trong một túi có một đống chai chai lọ lọ mà cô xem không hiểu. Bên trên lại in toàn tiếng Anh. Cô bây giờ phải chịu tác hại của việc mù văn hóa, không khỏi có chút nhột trí. Mù văn hóa liền thảm như vậy đấy Đến cả quà người khác đưa là cái gì cũng xem không hiểu Đây cũng quá là bi thảm rồi Khó tranh công việc nào tốt một chút Đều yêu cầu phải có bằng cấp Giờ phút này cô cũng đã hiểu được phần nào Một cái gói to nữa Đựng một cái hộp mà cô nhìn không rõ lắm Có điều phía trên hộp có ảnh chụp Trong ảnh chụp một đống hoa cỏ Mà cô từng nhìn thấy trong núi Lúc đó cũng không để ý Không ngờ mang đến đây lại có thể làm quà đi tặng người khác Xem ra Thứ đồ này cũng đáng tiền lắm Đợi lúc nào đi về cô phải đào một chút giấu vào mộ mới được Còn có một cái túi nữa Bên trong có chứa bốn cái phong bì Cô sờ sờ Trong phong bì có một chồng đồ vật gì đó rất dày Cô đem phong bì mở ra Không ngờ lại là một chồng tiền giấy đỏ tươi Cô chấn kinh Úi chà chà Nữ quỷ áo đỏ đúng là phục luôn Cô chưa từng thấy qua người nào cẩn thận lại để ý như vậy Không phải chỉ là mấy vạn đồng tiền sao Còn bắt cô đến làm bảo tiêu hộ tống về nhà Cô nhìn cô gái tóc dài gắt cao ôm chiếc túi vào trong ngực, nhanh khóe miệng. Ôm giống như vậy, nhìn qua là biết ngay có vấn đề. Cô đừng có ôm như thế, cứ cầm đi thôi. Tự nhiên một chút, sẽ không có người biết trong túi của cô đựng tiền đâu. Cô phi âm nói, không được, nhỡ đâu gặp phải bọn cướp thì sao? Muốn xác định chân của cô chữa cũng không khỏi, cũng không cần đi bệnh viện nữa. Cô phi âm định là buổi chiều tiếp tục đi làm, nhưng hiện tại có tiền liền không giống, trước hết phải đem tiền đi giấu cho kỹ đã. Nếu không trong lòng cũng không yên ổn, đường về nhà còn có chút xa, cô cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bên người nhiều thêm vài người mới thấy an toàn. Ở đâu ra nhiều cái nhỡ đâu như vậy chứ? Trước đây tôi còn gặp được bắt cóc đấy thôi. Chương 32. Lời này của cô đúng là không thể phản bác, cô cũng không nghĩ tới ba mẹ Tô Địch sẽ tự mình tới đây cảm ơn. Đáng tiếc cô lại bỏ lỡ mất một cơ hội tốt để hóng hớt. Đợi lần sau tôi địch tự mình tới Cô nhận định không thể lại bỏ lỡ Cô phi âm nói Mấy người bạn của cô đâu rồi Nữ quỷ áo đỏ vừa nghe vậy đã biết ngay cô muốn làm gì Có một cái bảo tiêu là cô còn chưa đủ Còn muốn càng nhiều Cô nâng mắt nhìn một cái Không tôi không chấp nhận Cô phi âm lại nói Tôi có thể đưa thù lao Một người một cây nến Bây giờ nến rất đắt Những hai tệ một cây đấy Tôi Hứ ừ. Không biết tại sao Nữ quỷ áo đỏ lại nghĩ tới cô gái tóc dài này, một ngụm ăn luôn con ma kia, cũng không biết cô đã tiêu sạch sẽ hay chưa. Khí tức trên người cô thi thoảng lại có chút giống lệ quỷ tà ác đó, ẩm hiểm ác độc, khiến đám ma khác nhìn liền sợ hãi, cảm giác như chính mình cũng muốn bị ăn vậy, tựa như lúc này. 10 phút sau, nữ quỷ áo đỏ vẻ mặt thâm trầm đi tuốt đằng trước, ở sau lưng cô còn có ba con ma khác, đều là mấy con ma cô gặp được sau khi chết Lúc này bốn người bọn họ như bốn tên bảo tiêu phân biệt đứng xung quanh cô gái tóc dài. Bọn hạ thong thả lại ngơ ngác mà bay, sắc mặt nhợt nhạt trông càng thêm kỳ lạ. Có thể không kỳ lạ sao? Bọn họ thành ma rồi còn tới làm bảo tiêu cho người ta. Đã vậy trong đó, một con ma vẫn là người quen của cố phi âm. Lúc trước khi cố phi âm đến khu vui chơi xin việc, chính là cô ấy dẫn đường cho. Có điều cô ấy bình thường cũng rất bận. Mỗi ngày đều phải canh chừng cho đứa con trai sắp thi đại học, hồn phách cũng sắp tiêu tan luôn rồi. Hôm nay cũng bởi vì con trai cô ở trường học, rảnh rỗi một chút, vừa nghe triệu hóa đã tới. Thuận tiện còn hỏi một chút cố cô phi âm công việc thế nào rồi, không bị phê bình chứ. Nữ quỷ áo đỏ sau đó liền nghe thấy cô gái tóc dài vô cùng kiêu ngạo nói. Tôi làm việc rất tốt, ông chủ đặc biệt vừa ý, hiện tại tôi đã là nhân viên chính thức rồi. Ú ừ cha, không tệ nhá, cô phải cố gắng mà làm. Thăng chức tăng lương là chuyện đơn giản. Ừ, yên tâm yên tâm đi. Hiện tại tôi cũng là người có kinh nghiệm làm việc, sẽ không phạm sai lầm. Vậy thì tốt, làm nhân viên chính thức công ty còn mua cho cô năm loại bảo hiểm và chi trả tiền nhà cho cô nữa, đại ngộ cũng không tệ lắm đâu. Có điều cô làm việc ở nhà ma cũng phải cẩn thận. Tôi đi ngang qua nhà ma nhiều lần, nhìn thấy mấy người mặt mũi bầm dập đều là bị khách hàng đánh đó. Chuyện như thế, cô cũng nhìn thấy quá nhiều rồi, may mà cô chỉ nằm trong quan tài, cũng không có người chạy vào trong quan tài đánh cô, cho nên cô vẫn luôn rất an toàn. Nữ quỷ áo đỏ ngày được thì trợn trắng mắt. Cô gái tóc dài này ngay cả lệ quỷ còn dám ăn. Lại còn sợ bị người đánh ư? Được rồi, đi nhanh lên, đừng nói chuyện phiếm nữa. Chúng ta về trước rồi lại nói. Cố phị âm ừ một tiếng, ôm chặt cái túi trong ngực. Quả thật nên nhanh trở về thì hơn, bên ngoài rất không an toàn. Chỉ là được bọn họ vây quanh thế này quả nhiên là rất có cảm giác an toàn. Người cầm theo số tiền lớn, làm sao có thể không cẩn thận. Bị trộm mất, cô biết tìm ai mà khóc đấy. Hơn nữa có số tiền này rồi, cô có thể đi dán một ít tờ rơi. Trước đây cô từng đi hỏi thăm, những quảng cáo trong TV được nhiều người nhìn tới nhất. Một cái phải tốn hơn một ngàn vạn, mà biển quảng cáo ở ven đường cũng phải mấy vạn. Ngay cả phát tờ rơi cũng phải mất tiền, tiền sắp xếp chữ, viết chữ, photo gì đó, cô đúng là trả không đủ. Cho dù đi tìm một cửa hàng photo, in một trang giấy cũng mất năm hào, 10 tệ mới được 20 trang, in 100 trang, trang có thể giảm giá 5% mặc dù là giảm giá nhưng mà vẫn còn rất đắt. Cuối cùng cô chỉ có thể chọn biện pháp cuối cùng, chính là mua chút giấy trắng rồi về nhà tự mình cắt, tự mình viết, viết xong thì đem ra ngoài dán. Đây cũng là biện pháp rẻ và tốt nhất rồi, ít nhất là tốt hơn việc đi hỏi từng người một rất nhiều. Đáng tiếc bây giờ là xã hội pháp trị, quảng cáo nhỏ cũng không thể dán tùy tiện, nếu không sẽ bị bắt. Cô chỉ có thể lén lút đi ra ngoài dán vào buổi tối. Có mấy vạn này, cô có thể làm được nhiều việc hơn. Một cái chân đổi mấy vạn tệ Quả nhiên rất có lãi Không thiệt chút nào Cố phi âm đang vui sướng nghĩ về tương lai Nghĩ thế nào cũng cảm thấy tương lai tươi sáng Phía sau cô có một người thanh niên cao gầy đi tới Hắn cực kỳ xấu xí với một đôi mắt hình tam giác Ánh mắt liếc ngang liếc dọc Vừa thấy là biết người này không có ý tốt Có âm mưu Hắn liếc mắt nhìn cô gái tóc dài trước mắt đang cúi đầu Đi đường khập khà khập khảnh Cùng với hai chiếc túi cô rách trong tay Lại ôm một chiếc trước ngực Cô gái này thoạt nhìn âm trầm, ăn mặc cũng bình thường. Vừa nhìn là biết, dạ người không được chào đón cho lắm. Tính cách hướng nội, gia cảnh lại không tốt. Thế nhưng ba cái túi trong tay cô thuận nhìn rất cao cấp, còn ôm đến chặt như vậy. Đồ vật bên trong chắc chắn rất đáng tiền. Huống chi còn là một cô gái có tật ở chân. Người như vậy là dễ bị bắt đạt nhất. Trong lòng có ý định xấu, hắn cũng không để ý cái khác. Bước chân cũng nhanh hơn. Vào lúc sắp đi qua đối phương đột ngột dùng lực, từ phía sau bên trái vươn ra một cánh tay, một phát túm gọn cái túi trong ngực cô, hắn dùng sức mạnh mẽ giật một phát, ôm cái túi vào lòng, cũng không kịp nhìn là gì, ôm đồ vật vào trong ngực rồi xoay người chạy. Mãi đến khi chạy thật xa, không cảm giác được có người đuổi theo sau, thậm chí cả tiếng la hét xin giúp đỡ cũng không có. Hắn bừng thầm quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa nhìn một cái chân hắn liền lảo đảo, chỉ thấy cô gái tóc dài đứng ở cách đó không xa, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn theo hắn. Không khóc lóc gào thét chói tai, cũng không có kinh ngạc cứ đứng thẳng tắp như vậy sầu kín theo dõi hắn chẳng khác nào một con ma một trận gió lạnh thổi qua hắn nhìn thấy mái tóc đen dài của cô bị thổi tung lên vật phờ bay lượn hắn đột nhiên có chút hoảng hốt cắn răng một cái xoay người chạy trốn càng nhanh hắn cực kỳ quen thuộc đường lối ở đây ngày sau đó liền bọt chạy vào trong ngõ hẻm rẽ trái rẽ phải rất nhanh đã đến một quán ăn hắn thường tới hắn quay đầu lại nhìn vài lần quả nhiên không thấy có người nào đuổi theo Hắn vào quán ăn, gọi một đĩa thịt sang trái cạnh, thêm đĩa gà băm cay, cùng một bát canh chân giò hầm, thêm một cân rượu sái. Gọi món xong rồi, hắn đi tới nhà vệ sinh cạnh đó, nhanh chóng lấy đồ vật giấu bên trong ra. Giỏi quá, phong bì này được dán lại cẩn thận, bên trong dày một cục. Theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, bên trong này nhất định là tiền. Hắn hưng phấn mở ra xem, quả như là tiền. Vậy là buổi tối lại có tiền đi đánh bài rồi. Không nghĩ tới cô ta nhìn nghèo kiết xác như vậy mà lại có thật nhiều tiền như thế này hắn đem tiền cất đi chuẩn bị đi ăn cơm xong sẽ đi mua hai cây thuốc lá trồng hoa để hút sau đó hẹn người chơi mặt trực dù sao tiền này là của hắn hắn tiêu xài như thế nào đều được đa nghĩ ngời ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa hắn không kiên nhẫn trả lời chờ một lát lão tử còn chưa đi xong câu nói vừa dừng một chút tiếng đập cửa lại vang lên lần thứ hai gõ không ngừng Tình hắn vốn nóng này Đã nói có người còn gõ cửa Khác gì không đem hắn để vào mắt Lúc này hắn liền lấy một tay kéo cửa ra Gõ 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 Gọi hồn á à? Lời nói của hắn nghẹn lại Bởi vì ngoài cửa Nửa cái dáng người cũng không có Đùa dai Trêu hắn à Hắn nghi hoặc đi vào bên trong Đóng cửa lại Ai biết dây lưng còn chưa cởi Tiếng đập cửa lại vang lên Lần này vẫn như cũ tiếng gõ cửa liền không dứt hắn thấy thật phiền tiến lên mở cửa ra muốn cho đối phương trở tay không kịp nhưng mà khi hắn mở cửa ra trước cửa vẫn trống không xảy ra chuyện gì vậy chứ không đúng rõ ràng khi hắn mở cửa tiếng đập cửa kia vẫn còn vang lên hắn cũng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi thế nào lại không có người hắn không khỏi có chút hoảng sợ bà vai lại đột nhiên bị người gõ gõ hắn giật mình xoay người sang sau lưng rỗng tuếch Đập vào mắt hắn chỉ có nhà vệ sinh chống hoắc Này, này, tà môn như vậy Hey Bà vai lại bị vỗ một cái Tự như còn có người ghé vào lỗ tai hắn gọi một tiếng Hắn giật mình cầm như hến Đôi mắt tam giác hoảng loạn không ngừng Đảo qua đảo lại xem xét xung quanh Trò miệng lầm bầm chửi mát cho chính mình thêm can đảm Bên cạnh hắn Căn bản không có người Cũng không có người nào cố ý giờ trò quỷ Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được bà vai hắn bị người ta vỗ Hắn không dám đi vệ sinh nữa ôm túi đồ đi ra ngoài tìm chỗ ngồi xuống. Chủ quán rất nhanh bưng bắt canh chân giò hầm lên. Hắn tự múc một chén thổi thổi, bưng lên uống vài ngụm ấm bụng, khẩn trương trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Ngẫm lại tình huống vừa rồi, hẳn là do hắn đột nhiên có mấy vạn nên kích động quá mà sinh ra ảo giác đi. Trên đời này cũng không thể nào có ma thật chứ. Có điều hắn từng nghe thấy mấy người già nói qua chuyện bị ma quỷ vỗ vai, nếu bị ma vỗ vai tốt nhất không nên quay đầu lại bởi vì con người có dương khí dừng ở trên vai liền hình thành ngọn lửa một khi quay đầu lại ngọn lửa bị dập tắt rồi cũng đồng nghĩa với việc dương khí bị dập tắt người một khi không còn dương khí mà quỷ liền dễ đến gần hắn còn sợ hãi trong lòng thập thỏm lo âu tuy rằng chuyện vừa rồi khá tà môn nhưng bây giờ đã là xã hội hiện đại những tập tục mê tín thời phong kiến đều là giả không đáng để tin đúng vậy giả đều là giả hết Nghĩ như vậy, hắn quả nhiên yên tâm hơn nhiều. Mặt cành trần giò này cũng không tệ lắm. Cho cả bí đao, đậu nành, chắc hẳn là hầm khá lâu. Bí đao được hầm đến mềm ra, đậu nành vừa đưa tới miệng đã tan, non mềm ngon miệng. Cành được hầm kỹ thành màu trắng đậm đà, bỏ thêm chút hành thái nhỏ, thơm mà không gấy uống vào một chút đã ấm bụng, ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn nuốt luôn theo. Hắn uống hết một chén, lại mốc thêm một chén nữa, bưng lên uống ngay, Ai ngờ đột nhiên nhìn thấy trong canh hiện ra khuôn mặt của một cô gái. Cô ta hài mắt xám trắng, thất khiếu chảy máu, đôi mắt âm trầm nhìn hắn. Không quá một giây, chén canh đều bị máu từ thất khiếu của cô chảy ra nhuộm thành màu đỏ. Người thanh niên cao gầy tuy rằng trộm cướp lừa gạt, không việc gì không làm, quen đi đường đêm, thế nhưng hắn đã gặp ma bao giờ đâu? Hắn tóc gáy đều dựng đứng lên, hét lên một tiếng ném bát một cái nhảy bật lên cao cứu mạng có ma trong bát có ma bát bị ném xuống đất vỡ thành vô số mảnh nhỏ canh vãi ra đầy đất hắn lại nhìn bát canh trên bàn trong bát lại lờ mờ xuất hiện khuôn mặt của một cô gái máu từ hai mắt mũi miệng lỗ tai lại lần nữa chảy ra đem chén canh nhuộm đỏ hắn thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi ghê người đang bốc lên Hắn kinh hãi hất ngược cái bàn, tất cả bát đũa trên bàn đều rơi xuống, lách ca lách cách rơi ra đầy đất. Hắn chỉ một lòng hy vọng cô gái đó nhanh chóng biến mất, bởi vì hắn hất quá mạnh, quá điên cuồng, nước canh đổ ra đều hắt sang bàn bên cạnh. Ngồi ở bàn bên cạnh là mấy người đang uống rượu, lúc này quần áo bị dính đầy dầu mỡ, bọn họ làm sao mà có thể vui vẻ nữa, liền đặt chén rượu xuống đứng lên lý luận. Còn mẹ nó, mày đang làm cái gì đấy hả? Có mà, trong bát có mà. Mà, Ban ngày ban mặt mày nói lung tung cái mẹ gì thế hả? Lúc trước tên này nói vớ va vớ vẩn bọn họ cũng lười để ý. Không nghĩ tới hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, đem cành hất cả lên người bọn họ. Mà, thật sự có ma, trong cái bát này này. Gây chuyện sao còn không nhanh chóng giải thích. Cứ ở đó nói vớ va vớ vẩn có có không không, có mà. Sao hắn không nói, hắn là mà còn mẹ nó luôn đi. Mấy tên này cũng khá nóng tính, không nhịn được, gián tay áo lên muốn lý luận với tên cao gầy này một chút. Bên này náo loạn cả lên Chủ quán cùng bà chủ tại chạy từ trong ra Vừa thấy có người gây sự sắc mặt cũng không tốt Nhanh chóng chạy tới ngăn cản Để khách hàng đánh nhau ở đây Thì còn buôn bán thế nào được nữa ấy từ từ nói chuyện Từ từ nói chuyện mà Đừng bội đánh lộn lên chứ Dễ dàng làm tổn thương mất hỏa khí lắm Đúng vậy đúng vậy Để mặt mũi tôi mọi người đều lùi một bước Lùi một bước Là chúng tôi muốn gây sự sao Chúng tôi muốn đang ăn cơm Hắn tự dưng hất ngựa cái bàn làm dầu mỡ bắn đầy người chúng tôi này không giải thích còn nói ma ma quỷ quỷ là chúng tôi gây chuyện sao hả đúng vậy tôi thấy cái thằng điên này rảnh rỗi không có việc gì lại đi gây sự thì có tao con mẹ nó chứ điên điên khùng khùng chỗ nào hả cái thằng dở người này chỗ này vốn là có ma cửa hàng này của mày không sạch sẽ tốt rồi chuyện này rốt cuộc từ cãi cọ biến thành động chạm tay chân luôn rồi thanh niên cao gầy vốn là bị kích thích quá mức giờ phút này đầu óc cũng có chút không tỉnh táo hắn căn bản không đánh lại được mấy tên bàn bên bây giờ xô xô đầy đầy túi trong ngực liền rơi xuống đất phong bì rơi ra ngoài lờ mờ còn có thể nhìn thấy màu đỏ của tiền giấy thanh niên cao gầy kinh ngạc vội vã xông lên đem phong bì nhét lại trong túi lại dùng ánh mắt đề phòng nhìn người chung quanh nhìn cái gì chưa thấy qua tiền sao đây là tiền của lão tử á à, đau quá hắn vừa mới đem phong bì nhét lại trong túi mu bàn tay lại bị tê dần như là bị một tảng đá đè ép lên hắn nhìn lại dẫm lên mu bàn tay hắn, không ngờ lại là một cái chân. Ai dẫm lão tử, còn không nhanh chóng tránh ra. Cô Phi Âm dẫm thật mạnh lên tay thanh niên này, cúi đầu nhìn hắn, "Cậu nói số tiền này đều là của ai cơ?" Thanh niên cao gầy hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện người tới không phải ai khác, lại chính là cô gái tóc dài bị hắn cướp đồ kia. Nhanh như vậy đã đuổi tới đây rồi sao? Không có khả năng, một người tàn tật như cô không có khả năng đuổi theo kịp, lại làm sao có thể tìm được hắn? Hơn nữa, hắn phát hiện cô gái tóc dài này không dễ bị bắt nạt như hắn nghĩ. Giờ phút này cô cùng lúc vừa rồi hoàn toàn khác nhau, thoạt nhìn vẫn mang vẻ âm trầm, cặp mắt kia nhìn người lại mang theo ý xấu. Lúc nhìn hắn lại giống như một ác quỷ ăn thịt người, khiến cho người khác mồ hôi toát ra ướt đẫm, sợ đến run cả người. Thanh niên cao gầy vừa sợ lại vừa bực bội, hắn muốn chạy trốn, cố tình tay lại bị dẫm dưới chân người khác, hắn làm thế nào cũng không rút ra được. Cô gái tóc dài này sao lại khỏe thế chứ? Tôi, 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 bọn họ đều nhìn thấy tôi cầm túi đi vào. Đúng thế, đây là tiền của tôi. Quả nhiên là chuyên đi cướp bóc. Vừa nãy tại đầu đường cướp đồ của tôi, lúc này nháy mắt cái đã nói như thật là tiền của mình. Chuyện này cô làm ma cũng thật sự cảm thấy không so được. Dù cô đi cướp đồ của người khác, cũng sẽ không dám nói thành là của chính mình. Nhiều nhất là nói, đúng là tôi, chính tôi đã cướp đồ của cậu đó có bản lĩnh cậu tới mà cướp lại đi. Dù là làm người hay là làm ma, đều phải quang mình lỗi lạc mới tốt. Có điều làm bắt cóc cùng làm trộm cướp đều là loại hình mua bán không có vốn, lợi nhuận cao, rủi ro cũng nhiều. Cô từng gặp phải vài tên thích đi đường tắt như vậy, bọn họ cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Quả nhiên vẫn là nỗ lực làm việc mới là đúng đắn nhất, ít nhân không cần lo lắng đến việc phải ngồi tu. Cố phi âm gần đầu, nói, làm phiền mọi người giúp tôi báo cảnh sát đi, Hắn trộm của tôi một khoản kha khá, khá Đủ cho hắn vào tù ngồi vài năm rồi Ông chủ cùng mấy người khách cũng ngạc nhiên không dứt chớp mắt một cái liền biến thành tức giận Thằng chó má này hóa ra lại là tên tội phạm chuyên cướp bóc. Trong lúc nhất thời Quần chúng cực kỳ phẫn nộ Ào ào đứng ra chỉ trích thanh niên cao gầy Cặn vã như vậy nhất định phải bắt lại Thanh niên cao gầy quỳ trên mặt đất Không dám ngẩng đầu lên Nhưng vừa nghe nói muốn báo cảnh sát Lập tức liền hoảng Bị bắt thì biết làm sao Hắn không muốn ngồi tù Hắn loạn chuyển trong mắt Nghĩ xem nên chạy trốn kiểu gì đây? Hắn lén nút ngẩng đầu lên, nghĩ bày ra khổ nhục kế lại chấn động cả người. Bởi vì mấy cái chân đứng trước mặt hắn, mấy cái chân này đều là chân không chạm đất, bay lơ lơ lửng lửng trên mặt đất. Hắn dùng sức chớp chớp đôi mắt, lại tập trung nhìn vào, vẫn là đang bay. Đôi giày đen và chiếc quần dài xanh này nhìn qua cũng như là làm bằng giấy vậy. Hắn quá mức sợ hãi, không tự chủ được nhìn lên bên trên đã thấy đứng bên cạnh cô gái tóc dài là một thanh niên, một cánh tay cậu ta bị cắt thành hai đoạn. Thịt với máu lẫn lộn, có thể nhìn thấy cả xương trắng ở bên trong, giống như là bị bánh xe nghiến qua, cả bụng cũng bị đè ép, còn nhìn không rõ mặt mũi ra sao nữa chứ. Giờ phút này thấy hắn ngẩng đầu lên, anh ta cũng cúi đầu xuống, hướng về phía hắn mỉm cười quỷ dị. Không chỉ như vậy, bên cạnh còn có một người đàn ông không có đầu, chân và tay cũng không đầy đủ, và một người phụ nữ trung niên đang lẩm bẩm nói gì mà, khi còn sống không học cho tốt, chết đi sẽ bị ném xuống bạc dầu dưới 18 tầng địa ngục. Nữ quỷ áo đỏ vung sợi roi dài màu đen. Cho tên chó má này vào tù mọt gông đi. Chỉ như vậy mà cũng dám cướp đồ trước mặt bà. Không muốn sống nữa đúng không? Người phụ nữ trung niên nói. Đúng, tên này có tay có chân, cũng không biết đường mà học cho giỏi. Con dám ở bên đường cướp bóc, ban ngày ban mặt mà không để pháp luật vào mắt. Thanh niên bị gãy tay nói. Yên tâm đi, chuyện này ra cho tôi là được về sau tôi sẽ đi tới ngục giang thường xuyên hơn chiếu cố thêm cho hắn một chút con ma không đầu giỡn một cánh tay dài ra như thể lúc phi vỗ một cái trên bả vai hắn thanh niên cao gầy bị dọa đến hồn phi phách tán nước mắt như mưa cuối cùng không chịu nổi kích thích trợn trắng mắt một cái miệng sùi bọt mép hồn mê cả người còn run lên hai cái lúc từ cục cảnh sát đi ra mặt trời đã xuống núi nữ quỷ áo đỏ có chút xấu hổ Cô vừa mới nói sẽ không gặp bọn cướp bóc Quay đầu một cái Cô gái tóc dài liền đụng chúng luôn Chẳng khác nào tự vào vào mặt Không nghĩ tới xã hội bây giờ lại đáng sợ đến thế Quả nhiên là dù ở thời đại nào đi nữa Thì cẩn thận vẫn là trên hết Cố phi âm vốn định đem tiền về nhà giấu đi trước Hiện tại lại cảm thấy So với việc đem giấu đi còn không bằng đi mua chút đồ vật Nếu không nhỡ bị cướp mất Thì chẳng còn lại chút gì Vậy nên trên đường trở về Khi ngang qua một cửa hàng văn phòng phẩm Nghĩ tới tờ rơi quảng cáo của mình cô liền đi vào mua mấy túi giấy A3 cùng một chiếc bút bi, hai chiếc bút nhớ, còn lấy một hộp ngòi bút bi, hai lọ keo dán và một con dao cắt giấy, như vậy là có thể làm tờ rơi quảng cáo rồi. Ngoài ra cô còn dùng 50 đồng mua cho chính mình một đôi giày vải, đôi giày cũ này đi lâu rồi, cũng cần phải đem đi giặt sạch rồi phơi khô, nếu không thì sẽ không được ấm áp nữa. Như vậy cô liền có hai đôi giày vải, có thể đi thay đổi lẫn nhau. Nghĩ đến việc Tống Na đồng ý đưa quan tài cho cô, Mấy ngày nay chắc cũng có thể đưa tới Cô bèn đi mua chăn bông Như vậy khi quan tài vừa đưa đến Một cái đệm, một cái đắp Khẳng định ấm áp cực kỳ Mỗi ngày trôi qua đều thật là, là, tốt mà Nữ quỷ áo đỏ che mặt bay ở sau lưng cô nói Trong túi cô cũng đã có mấy vạn tệ Nhiều tiền như vậy Cũng đừng kèo kiệt như thế chứ Cô phi âm nói Cô thì biết cái gì Tôi cũng không thể bởi vì có tiền liền tiêu xài phung phí Cô cứ thử ngẫm lại những ngày tháng không có tiền mà xem Đi thôi đi thôi, tôi đi mua nến cho mọi người đây. Hôm nay mọi người vất vả giúp tôi bắt được tên cướp kia, tôi sẽ đưa thêm mỗi người một cây, mang về làm đồ ăn vặt đi. ấy cha, vậy thì thật sự là cảm ơn nhiều rồi. Đương nhiên, cổ phi âm cũng không quên trong nhà còn có hai con ma nữa. Số tiền này lấy đến tay hai người họ cũng đóng góp không ít công lao, đã vất vả như vậy. Cô liền hào phóng, trực tiếp mua một túi nến trở về cho các cô cải thiện bữa ăn. Một túi 20 cây giá 40 tệ, Bà chủ thấy cô mua nhiều thứ liền giảm cho hai tệ, thật vô cùng hào phóng. Một túi này để dành một chút, có thể còn ăn được đến một năm, năm rưỡi không chừng. ấy chà, nữ quỷ áo đỏ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người tính toán chi ly như cô khái tóc dài này, thật sự vô cùng bội phục. Cô còn muốn mua cái gì nữa? Cô phi âm nghĩ xem trong nhà còn thiếu gì. Mua tuyếp kem đánh răng đi, kem đánh răng của tôi cũng sắp dùng hết rồi. Mua thêm một chai dầu gội đầu, một bình sữa tắm. Dầu gội đầu, sữa tắm của cô đều mua tại nhà tắm công cộng, một tệ một túi, đặt chết đi được. Đợi cô mua một bình này, dùng tiết kiệm một chút, dùng một năm, năm rưỡi, vẫn là rất có lời. Nữ quỷ áo đỏ miễn cưỡng lên tinh thần đi theo sau lưng cô, nhìn đống đồ cô đã mua, còn nói Tôi thấy cô tốt nhất là nên mua cho chính mình một bộ quần áo nữa đi. Mỗi hai bộ quần áo mặc thay đổi không chán sao? Nhớ khi tôi còn sống, một bộ quần áo sẽ không mặc hai lần đâu Cố phi âm cảm khái Cô thật đúng là đồ phá ra Tôi sẽ không học theo cô Cô cũng không phải là một tấm gương tốt Nghĩ lại cô đã từng mặc Một bộ quần áo tới tận lúc hồn phi phách tán Bây giờ có hai bộ quần áo Không bốc mùi ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền của cô là được Còn muốn nhiều nữa làm chi Nữ quỷ áo đỏ cảm thấy Cô gái tóc dài coi như Đã làm mới một lượt tam quan của cô Thế nhưng, khi cô lần đầu tiên đến nơi ở của cô gái tóc dài, trong mắt cô đều sắp rụng xuống luôn. Cô thật sự không biết, hóa ra cô gái tóc dài vẫn luôn sống ở nơi này. Cô cho rằng cô ấy chỉ nghèo một chút, không nghĩ tới lại có thể nghèo đến như vậy. Cô khiếp sợ nhìn căn nhà bỏ hoang trước mặt. Cô, 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 cô liền sống ở đây. Đúng thế, các cô muốn tiến vào ngồi một chút không? Người phụ nữ trung niên ngốc ngốc mà gặm ngọn nến nói. Không, tôi muốn trở về xem con trai tôi. Tôi muốn báo mộng cho nó, dặn dò nó chăm chỉ đọc sách. Sau đó nó cho nó biết, không chăm chỉ học thì chỉ có thể ở trong căn nhà bỏ hoang cũ nát mà thôi. Hai con ma là đàn ông kia, ngay cả ngọn nến cũng quên gặm, nhật thời cũng suýt xoa không ngừng. Có thể nghèo thành như vậy cũng không phải việc dễ dàng gì. Hai con ma phất phất tay, gặm ngọn nến rồi rời đi. Nữ quỷ áo đỏ cũng rất đau đầu, Bắt đầu nghĩ lại chính mình trước đây có phải thật sự rất phô trương lãng phí hay không? Tôi cũng đi đây. Cô... cô tự chơi một mình đi. Cô phi âm cùng bọn họ phất tay tạm biệt, thuận tiện gọi luôn hai con ma đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Mau tới sách đồ giúp tôi đi. Lúc bà lão quất giác bay xuống dưới, trên cán trổi còn đang treo áo bông của cố phi âm, đã khô hơn phân nửa, chỉ là có chút trơn bóng, vừa nhìn là biết rất chăm chỉ làm việc. Qua mấy ngày nữa lại có quần áo sạch sẽ để mặc rồi Cảm ơn bà nhé Bà lão liếc cô một cái Trợn trắng mắt bay lên trên Cố phi âm nói Chờ chút Giúp ta cõng chân bông lên nữa Sau khi bổ sung một chút vật tư Cuộc sống quả nhiên thoải mái hơn nhiều Tuy rằng tốn rất nhiều tiền Nhưng đều là những thứ cần thiết phải dùng Cũng không có cách nào khác Ngẫm lại cũng đáng lắm Cô đem chỗ nến mua về ném cho cô gái hàng xóm cùng với bà lão Hôm nay ba mẹ tôi địch tới tìm tôi Cho tôi thiệt nhiều món quà nhỏ Đây là phần tôi mua cho các cô Ăn tiết kiệm một chút Sáng năm là cho các cô mua Lại còn phải chờ tới tận sáng năm Nói xong cố phi âm Trở lại gian phòng chuẩn bị nghĩ xem Tờ rơi quảng cáo của cô Nên viết như thế nào Hy vọng có thể có chút tác dụng Ân nhân, ân nhân Giọng tống na từ ngoài vọng vào Cố phi âm còn đang cắn đầu bút Nghe vậy liền bò lên bộ cửa sổ Chỉ thấy Tống Na thế mà thật sự cõng quan tài tới đây rồi Wow, cô rốt cuộc đã có giường rồi Tác giả có lời muốn nói Nữ chính Hôm nay thật sự là một ngày hạnh phúc Cô gái hàng xóm Sáng năm lại mua, sáng năm lại mua Bà lão nước mắt hai hàng Hảo phóng quá mà mươi 34 Vương đại gia vừa thu quần áo ở ban công Vừa lén lút nhìn sang cao ốc bỏ hoang Toàn nhà của bọn họ cách khá xa cao ốc bỏ hoang nhưng lúc trước tòa cao ốc đó mới còn đang trong quá trình xây dựng thì đã mang danh là trung cư giang cảnh tuy rằng chữ giang chỉ có thể coi là con sông nhỏ nhưng phong cảnh nhìn cũng không đến nỗi tệ lắm đáng tiếc mấy năm trước ở đó xảy ra án mạng nghe nói ông chủ đi macau đánh bạc không chỉ đem toàn bộ gia sản của mình thua sạch còn rước thêm một đống nợ nhà thầu tiếp quản thì sử dụng vật liệu kém chất lượng ông chủ lại bỏ trốn nên tòa nhà này tự nhiên không được tu sửa tiếp nữa bây giờ trở thành nơi không có ai ngó ngàng đến bởi vì có người chết ở đó nên đã sớm có tin đồn có ma quỷ tòa nhà bỏ hoang đó trở thành nhà ma nổi tiếng khắp nơi vương đại gia bình thường không đi qua đó chỉ khi nào đi câu cá thì mới đi ngang mấy ngày nay ông ta đi câu cá đã gặp một chuyện rất lớn đó là một buổi trưa ông đi câu vận khí tốt nên câu được hai con cá trích lớn ông bèn ở lại câu thêm nhà ông đông người, ngoài vợ, con trai và con dâu, còn có một cậu cháu trai. Con dâu lại đang có em bé sắp sinh, ông định mang cá trích về nấu canh cho con dâu. Cá trích chiên vàng ruộm, rồi thêm một chút nước đun sôi, thành ra món canh cá vừa trắng lại vừa thơm, lại khử được mùi tanh. Nếu thêm hành lá thái nhỏ thì thơm chết luôn. Cháu trai cũng có thể uống thêm hai chén canh, ăn nhiều cá thì sẽ thông minh. Cho nên ông cũng về muộn hơn, lúc về mặt trời cũng đã khuất núi, Lúc đi ngang qua cao ốc bỏ hoang, ông không nén nổi tò mò nhìn vào, không ngờ lại thấy trên tầng có quần áo bay phất phới, thật sự là bay ở đó, bay lên, bay xuống, bay trái bay phải, phần phật, phần phật. Ông ta còn tưởng mình nhìn nhầm, vội xoa xoa mắt định thần lại, thế nhưng nó vẫn cứ ở đó. Ông bị dọa vội vàng bỏ chạy, ông biết mình nhìn thấy thứ bẩn thỉu nhưng cũng không dám nói gì, mang cá chạy về nhà ông chưa ổn định tinh thần tỏa nhà bỏ hoang đằng kia có ma tôi thấy có mấy bộ quần áo bay ở trong đó thật hay giả đó không phải ông nhìn lầm chứ chắc là quần áo nhà ai bị gió thổi bay đến đó thôi mấy ngày nay gió to lắm mà không thể nào tôi không nhìn lầm đâu không phải chứ tôi đi mổ cá đây chuyện cao ốc bỏ hoang có ma chính là truyền từ đây ra từ lúc đó vương đại gia đi câu cá đều phải đi vòng một đoạn xa cao ốc đó quỷ quái như vậy ông cũng không dám đi qua nữa. Nhà ông tuy xa tòa nhà đó nhưng đứng ở ban công vẫn có thể thấy thấp thoáng ở phía xa xa bởi vì đây là khu khai hoang. Mấy căn nhà tạm trước kia đã dẹp đi hết Bây giờ chỉ là chảng đất trống Vô cùng trống trải Vương đại gia có hơi kiêng rè Tuy rằng tòa nhà đó rất đáng sợ Nhưng ông vẫn không nhịn được Thì thoảng lại nhìn sang Tối nay ông ra thu quần áo Lại đứng nhìn sang cửa sổ tòa cao ốc bên kia Ông chắc chắn lúc trước mình không nhìn nhầm Bên đó khẳng định có ma Nhưng người trong nhà đều không tin ông Đều nói ông già cả mắt mờ nên nhìn nhầm Trên đời sao có thể có ma quỷ được Còn giảng giải cho ông cả một đống chủ nghĩa khoa học Để ông tỉnh ra Vương đại gia tuy rằng già rồi Nhưng mắt vẫn nhìn được Đầu óc ông cũng chưa lú lẫn Làm sao mà nhìn nhầm được Ông nhìn chằm chằm tòa nhà bỏ hoang Nghĩ xem không biết phải chứng minh mình không nhìn nhầm như thế nào đột nhiên ông mở trừng trừng hai mắt cả người cũng cứng đờ quan 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 tài sao lại bay ở trên trời ông xoay người chạy vọt vào phòng khách có 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 quan tài bay ở trên trời bà vợ con trai con dâu cháu trai tất cả đều im lặng cậu cháu trai nhìn bà nội và bố mẹ ngoan ngoãn nói ông nội ông uống bát canh cá đi chúng ta cùng bồ não bà vợ đúng vậy ngày mai ông nên đi đo kính nhìn xa cho rõ con trai và con dâu cũng gần đầu như vậy cũng tốt vương đại gia bên cạnh Ai... có quan tài đúng là tốt hẳn lúc trước cố phi âm vẫn không tìm được chỗ giấu tiền cô nghĩ nên tìm khối đá lớn giấu phía dưới bên trên lại phủ thêm dâm dạ đá vụn gì đó người khác nhìn vào chắc chắn không biết đây là chỗ cất tiền nhưng cô cũng sợ bị chuột nhấm mất cất trong chăn bông thì càng không an toàn. Bây giờ rất nhiều tên ăn trộm, nếu hắn nhìn chung cái chăn bông của cô thì không phải tiền cũng theo đó không cánh mà bay hay sao? Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô có thể đem tiền giấu sau tít bên dưới quan tài. Lần trước lúc cô xuống núi thu nhận được rất nhiều tiền xu cũng đều cất hết trong đó. Bên trên trải một lớp đệm bông bởi vì quan tài vốn rất chật hẹp nên một cái đệm có thể gấp làm ba, tương đương với ba lớp đệm vô cùng mềm mại quan tài vừa to vừa nặng nên không dễ bị trộm. Trải xong đệm bông, cô không nhịn được vội vàng vào nằm thử. Quả nhiên, mềm thật sự, còn có thể xoay trái xoay phải. Tuy rằng hơi chen chút chật trội nhưng cực kỳ ấm áp. Buổi tối đi ngủ đóng nắp quan tài lại thì gió cũng không thể lọt vào được nữa. Quan tài quả nhiên rất tốt, ở trong đó cực kỳ thoải mái. Tống Na nhìn ân nhân của mình nằm trong quan tài thở dài thỏa mãn, cả khuôn mặt không nhịn được mà run rẩy. Cô thật sự không ngờ ân nhân lại muốn có một chiếc quan tài để chính mình nằm ngủ. Cô còn tưởng rằng nó là dùng cho hai con quỷ bên cạnh cô ấy. Nếu không thì cũng dùng vào mục đích khác cơ. Bạn nói xem, một người đang sống sờ sờ ra đấy, sao lại cứ muốn ngủ trong quan tài cơ chứ? Ngủ thì thôi đi, sao còn bày ra vẻ mặt thỏa mãn như thể đang ở thiên đường trốn nhân gian vậy chứ? Lúc trương biết cố phi âm ở tòa nhà bỏ hoang này, cô đã rất kinh ngạc, không ngờ còn có thể kinh ngạc hơn nữa chẳng lẽ cái này gọi là khí phách của cao nhân tính cách sở thích mong muốn đều khác người bình thường cảm ơn cô nhé cô phi âm thật sự đặc biệt cảm ơn không ngờ hôm nay cô không chỉ nhận được món quà nhỏ mà còn được một cái quan tài giải quyết phiền não bấy lâu nay của cô tống na hít vào một hơi nói không có gì nhờ có cô tôi mới có thể báo thù phải là tôi cảm ơn cô mới đúng đúng rồi chân của cô bị sao thế bị ngã à không có gì, ông trời thối tha lại mù quáng hành hạ tôi đó mà, chắc mấy ngày nữa là không sao hết. Tống Na nhìn trời, dùng mình một cái. Từ khi cô biến thành quỷ cũng biết thế giới không tồn tại đơn giản như cô từng nghĩ, trên trời còn có trời, người tài còn có người tài hơn. đã có ma quỷ thì cũng ắt sẽ có ông trời. đương nhiên đó cũng không phải là chuyện cô có thể tìm tòi sâu xa. Cố Phi Âm vui vẻ đi mấy vòng quanh quan tài như một đứa trẻ được cho món đồ chơi yêu thích. cái quan tài này của cô khá tốt. Tự làm à? Cô cũng thật lợi hại. Tống Na lắc đầu cười nói. Cô thích là tốt rồi. Cố phi âm thật sự rất thích. Cái quan tài kia đương nhiên không phải cô làm, mà là cô đi tìm người nhà lão nhị, tặng cho bọn họ một chút nghi lễ nho nhỏ. Cô không làm được quan tài, lúc còn sống cũng chỉ là một học sinh, trong nhà cũng không có ai làm nghề mộc. Thế nên sao cô có thể làm mộc được chứ? Hơn nữa cô còn là người đã chết, cũng không thể tự đi mua quan tài thật ra cô cũng nghĩ tới việc báo mộng cho cha mẹ nhờ bọn họ chuẩn bị cho nhưng cô lại sợ làm hai người họ sợ hãi cô nghĩ thế nào cũng thấy không cam lòng tuy lão nhị đã chết nhưng cô lại hận mình có nhà mà không thể về còn lão nhị còn có cha mẹ anh em trai hắn cái gì mà gọi là con cái hư hỏng thì là lỗi của cha mẹ chứ lão nhị biến thành kẻ tàn nhẫn độc ác lòng lang dạ sói như thế chẳng lẽ trong nhà không có tí trách nhiệm nào ư nếu dạy dỗ nghiêm khắc thì sẽ không đến mức biến thành tên súc sinh như thế. Người làm cha làm mẹ chẳng lẽ cứ đẻ xong là xong, sinh ra mà không dạy dỗ đàng hoàng tử tế thì thà không sinh cho xong, kết quả lại gây tai họa cho người khác. Tống Na đã từng đi qua nhà lão nhị, cô biết cha lão nhị là con sâu rượu, mỗi ngày chỉ biết chơi bời lêu lồng, tham ăn lười làm. Anh cả tuy đã kết hôn nhưng lại thường xuyên làm loạn bên ngoài, chuyện trộm cắp gì cũng không thiếu, em trai cũng chẳng tốt đẹp gì, tuy rằng học xong đại học nhưng lại là tên cha nam cưới một cô gái trong làng về làm vợ nhưng không chung sống hòa hợp với nhau lúc nào cậu ta cũng cảm thấy cô gái đó không ngẩng mặt lên được mỗi lần về nhà lại cùng mối tình đầu ở đầu thôn ân ân ái ái tình trạng ý thiếp một phen hơn nữa mối tình đầu của cậu ta đã gả tới trấn trên lại còn có thêm hai đứa con nhỏ cái nhà này thật sự là rột từ nóc chỉ có mẹ lão nhị còn tốt một chút chỉ tiếc là bà không làm chủ được, cả ngày làm việc quần quật ngoài đông, còn phải nuôi một nhà từ lớn đến bé, thật sự cuộc sống mỗi ngày đều rất ảm đạm. Tống Na thực sự không cam lòng, cha mẹ cô đã vất vả nuôi cô khôn lớn, vất vả cho cô đến trường, khó khăn lắm cô mới học xong đại học, cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn một chút, ai ngờ cô lại chết oan chết uổng, để lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cô còn rất nhiều ước muốn chưa thực hiện được, muốn báo hiếu cha mẹ, muốn kiếm tiền mua nhà đưa cha mẹ vào ở cùng, muốn nói chuyện yêu đương, muốn đi du lịch nhìn ngắm thế giới, muốn đi xem buổi chiều diễn của thần tượng. Ước mơ của cô còn chưa thực hiện được mà đã phải bỏ mạng trong tay một kẻ cạn bã. Chuyện này bảo cô cam tâm thế nào được, cho nên cô đến nhà lão nhị. Lão nhị chết rồi, bởi vì lúc còn sống Hắn không chỉ bắt cóc tống tiền mà còn giết người, nên cả nhà hắn bị người trong thôn chỉ trò xem pha đến mức không dám ngẩng đầu. Sau khi thi thể được cảnh sát đưa về, tùy tiện mua một chiếc quan tài đặt vào, chỉ chờ đạo huyệt xong là chôn luôn. Trước đó vẫn luôn đặt quan tài ở phòng kế bên, trời lạnh thế này nên không sợ thi thể bốc mùi hôi thối. Chuyện kỳ lạ bắt đầu từ ngày đưa thi thể về nhà đó. Một buổi sáng, cha lão nhị phát hiện nắp quan tài của lão nhị bị mở ra, quan tài lật nghiêng xuống đất, Xác lão nhị cũng lăn ra ngoài, cứng đờ co quắp quỳ rào trên mặt đất, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người kinh hãi. Cha lão nhị cố nén sợ hãi đưa xác lão nhị vào cất lại, trong miệng lầm bầm, người chết rồi thì nên đi thôi, chết rồi phải xuống âm phủ, đừng có lưu luyến dương thế nữa. Nhưng ngoài việc quan tài bị lật đổ, thi thể văng ra ngoài, thì lúc cha lão nhị đi tiểu ban đêm, còn cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân như bị người ta theo dõi. Ông ta cố tình quay đầu lại nhưng nhìn thì chẳng thấy gì cả chỉ là lúc vô tình nhìn qua gương thì hình như lại thấy có bóng dáng của một cô gái đi lướt qua ông biết người lão nhị giết là một cô gái trẻ tuổi ông đã xem ảnh chụp cực kỳ giống với cô gái trong gương cha lão nhị hoảng hốt chuyện này kéo dài vài ngày mới không chịu nổi nữa phải mời thạo sĩ về trừ tà lúc đó anh trai lão nhị đi đâu cũng không suôn sẻ mỗi ngày anh ta nhìn chúng cái gì cũng đều bị phát hiện có một lần anh ta sang thôn bên cạnh ăn trộm gà đi bán lấy tiền tiêu. Nhưng anh ta mới chui vào chuồng gà thì dây xích chó bị lỏng ra. Chó ở nông thôn rất lợi hại. Anh trai lão nhị sợ tới mức phải té nhào chạy ra ngoài. Bởi vì lũ chó sủa loạn kinh động đến chủ nhà, cuối cùng còn kinh động đến cả thôn. Mọi người đều vác cuốc đuổi theo. Anh trai lão nhị trốn ở lùm cây bên bờ sông cả đêm, bị nhiễm lạnh nên ngày hôm sau thì ngã bệnh nghiêm trọng, sốt cao không hạ, nước mắt nước mũi cứ giàn rụa, bị hành cho chết khiếp. Em trai lão nhị thì còn thảm hại hơn, Lúc cậu ta đang lén lút qua lại với mối tình đầu thì không ngờ người đàn ông của cô ấy đột nhiên trở về. Đối phương vốn định đi công tác một tháng, vé xe cũng đặt xong xuôi rồi, nhưng không ngờ lại trở về bất ngờ, làm hai người không kịp trở tay. Lúc ấy hai người vừa mới cởi quần áo chui vào trong chăn thì nghe thấy tiếng mở cửa. Em trai lão nhị bị dọa cho chết khiếp, bất chấp tất cả nhảy ra khỏi cửa sổ định bỏ trốn. Bên ngoài trời rất lạnh, lại không mặc tí quần áo nào, nhưng cậu ta không bị đông chết mà lại bị gãy một chân do nhảy từ trên tầng 3 xuống. Chuyện yêu đương vụng trộm của bọn họ còn bị đồn âm lên, ai cũng biết. Hôm nay cha lão nhị mời đạo sĩ tới, anh cả lão nhị sốt không dứt và em trai lão nhị bị què một chân cũng tới. Bởi vì những chuyện xảy ra gần đây hết sức, quỷ dị, giống như là bị người khác cố ý nhắm vào, làm lòng người vô cùng hoảng sợ. Anh trai nói, lúc tôi đi ăn trộm gà, rõ ràng đã ném cho con chó đó một miếng thịt tôi tận mắt thấy nó ăn sạch loại thuốc đó rất mạnh lại tác dụng nhanh tôi đã thử rất nhiều lần đều thành công ăn vào sớm hay muộn cũng đều phải chết tôi thật sự không ngờ con chó đó không những không chết mà còn chạy đuổi theo tôi cả hai cánh đồng được em trai thì nói tôi cũng cảm thấy có vấn đề rõ ràng tôi chạy trốn ở ban công rất chậm mọi người đều nói là tôi bị trượt chân nhưng tôi nhớ rõ lúc ngã xuống như có ai đó đẩy từ phía sau lưng cơ cha lão nhị nói Thật ra gần đây tôi cũng thường xuyên có cảm giác có một cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Không phải chứ, chẳng lẽ cô gái lão nhị giết trở về tìm chúng ta báo thù? Oan có đầu nợ có chủ, người giết cô ta không phải là chúng ta, dựa vào đâu mà tìm chúng ta báo thù? Đúng vậy, lão nhị cũng đã chết rồi, cho dù có thâm thù đại hận gì thì cũng xong cả rồi, cô ta còn muốn thế nào nữa chứ? Chẳng lẽ cô ta hại chết lão nhị xong lại giờ tìm chúng ta báo thù tiếp? Ba người đàn ông to lớn giúp vào nhau run bần bật càng nói càng thấy sởn tóc gáy gió lạnh thổi vù vù bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đạo sĩ vì đạo sĩ cao to mặc một chiếc hoàng bào trong tay cầm kiếm gỗ đào vừa nhìn là thấy dáng vẻ vừa oai phong lẫm liệt vừa thần bí cả nhà lão nhị đặt kỳ vọng rất lớn vào ông ta phải vượt qua mấy cánh rừng mới mời đến được nổi tiếng khắp xa thôn gần xóm cực kỳ lợi hại đạo sĩ bước vào cửa nhà nhìn nhìn rồi nói Ẩm khí quả nhân rất nặng có thứ giờ bẩn đã vào đây các người không cần sợ, tôi sẽ ra tay làm phép vì dân trừ hại. Đầu tiên ông ta rắc gạo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, sau đó sai thịt gà trống rồi lấy nến thơm ra đốt tụng niệm một hồi, nói là làm phép mời ông Tổ gia đình tới đuổi ma quỷ. Đáng tiếc là ông Tổ không lên, nến thơm cũng tắt ngúm. Bàn tay đạo sĩ vung lên. Do hôm nay gió quá lớn mà thôi. Ông ta lại thắp nến lên, nhưng một trận gió âm u thổi qua, nến thơm lại tắt lần nữa. Như này thì chắc chắn là không bình thường rồi. Đạo sĩ nuốt nuốt nước bọt, thử lại lần nữa, nhưng lần này còn kinh khủng hơn, không chỉ ngọn nến nháy mắt tắt phụt mà cả ba nén hương còn trực tiếp gãy làm đôi. Đạo sĩ kinh hãi, "Đại sư, chuyện này là sao đây? Tôi, tôi cũng chưa từng gặp qua tình huống này. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Đại sư, xin ông cứu chúng tôi với, cho dù ông muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đưa." Đúng vậy đại sư, đại sư, xin ông nhất định phải giúp chúng tôi. Dầm, đột nhiên có một tiếng vang lớn từ phía sau truyền tới. Mọi người cả kinh, chưa kịp định thần quay đầu nhìn, thì thấy quan tài vốn đặt trong phòng lại tự nhiên bay ra đây. Thi thể lão nhị bật ra ngoài, mặt hắn cứng đờ, vừa trắng vừa xanh, đôi mắt vô thần mở to nhìn bọn họ. Gió lạnh gào thét như nổi cơn giận dữ, lạnh đến thấu xương. Cứu mạng với! Ngủ trong quan tài đương nhiên là rất thoải mái, bởi vì kỹ thuật làm quan tài này rất tốt, kỹ càng không để lọt gió. Lúc ngủ, kéo nắp quan tài xuống chỉ để hở một chút để làm lỗ khí giúp cô hô hấp. Cứ như vậy thì cho dù bên ngoài có thế nào, gió cũng không thổi đến chỗ cô được, không bao giờ sợ gió làm cho tỉnh giấc. Bởi vì chân cô bị gãy rất bất tiện, cho nên cố phi âm còn nhờ cô gái hàng xóm mà Tống Na bê mấy khối đá bỏ đi dưới tầng lên để bên quan tài bước lên thì đi vào dễ hơn nhiều mấy tấm ván cô dùng trước kia cũng để đá lên lấy chỗ rửa mặt đúng rồi mọi người có biết đây là cái gì không cô phi âm lấy ra một túi chai chai lọ lọ toàn chữ tiếng anh cô xem không hiểu cô mở ra xem thì thấy đó là một chất màu trắng giống như kem đánh răng nhưng thơm hơn kem đánh răng rất nhiều tống nga nói cái này là mỹ phẩm dưỡng da dùng để bôi lên mặt Ồ, hóa ra là để bôi mặt à? Người có tiền bôi mặt mà cũng cần đến mười mấy cái chai như này sao? Dùng từng lọ một không biết đến ngày nào tháng nào năm nào mới hết, không sợ quá hạn ư? Cô không nhịn được cảm khái một chút. Cái này đại khái là dùng một bỏ đi một trong truyền thuyết nhỉ? Tượng trưng cho việc có tiền. Tống Na nói, cái này rất quý đấy, là nhãn hiệu nước ngoài tên là Mai Vàng, một bộ này không dưới ba bốn vạn đâu. Hả? Đây là bà bối thần tiên gì chứ? còn quý hơn cả răng cửa của cô cô gái hàng xóm và bà lão cũng nghĩ giống nhau đồng thời nhìn về phía cố phi âm ánh mắt như đang nói nhìn xem nhìn xem bởi vì vừa có tiền vừa có giường mới cho nên cố phi âm cũng không bạc đãi bản thân cô cầm đồ vào nhà tắm bên cạnh tắm rửa còn dùng cả sữa tắm và dầu hội mới mua tắm xong cả người đều thơm ngào ngạt đương nhiên trước khi ngủ cô cũng không quên đống đồ còn quý giá hơn cả răng cửa của mình dùng xong quả nhiên mặt mềm hơn nhiều nhiều như vậy, nếu mỗi ngày chỉ dùng một chút thì có thể dùng đến 7, 8, 9 năm. Đêm này cô ngủ trong quan tài, nằm trên đống tiền, công việc lại ổn định không lo thất nghiệp, nghĩ đến hôm sau dậy sớm còn có thể ăn trứng luộc nước trà, chưa cần nói đến đã thấy tốt đẹp lắm rồi. Đây có lẽ là cảm giác tốt nhất từ khi cô làm người đến nay. Hai người hàng xóm hình như cũng đặc biệt kích động một người thì quét xoàn xoạt xoàn xoạt cả đêm một người thì cứ nhảy nhảy nhót nhót nếu không thì cũng ngồi trên nắp quan tài cô kéo kẹt gậm nến nhưng mà cũng mặc kệ họ chỉ cần không chọc thủng chân nhà thành sàn nhà thì cô cũng không ngại ngày hôm sau mới hừng sáng cô đã thức dậy dựa vào quan tài viết mấy đoạn quảng cáo nhỏ chờ buổi tối tan làm về là ra ngoài rán viết đến khoảng 7 rưỡi thì cố phi âm chuẩn bị đi làm nhưng mà có chút chuyện ngoài ý muốn Cô phát hiện đùi phải của mình như càng cứng đờ hơn không động đậy nổi. Cố phi âm gục đầu nhìn nửa ngày gãi gãi tóc. Được rồi tôi biết rồi, hôm nay tôi sẽ đi quyên tiền. Trong phòng trống trải không một bóng người cũng không có ai lên tiếng trả lời cô. Nhưng chỉ một lát sau, cố phi âm đã bò ra khỏi quan tài. Tuy rằng chân phải vẫn hơi cứng nhưng đã ổn hơn một chút. Ánh mắt ông trời thúi cũng thật sắc nhọn, chỉ muốn trốn thuế tí thôi mà khó vậy. Bởi vì muốn quyên tiền nên sau khi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cố phi âm liền đi đến cửa hàng bánh bao mua một cái bánh thịt bò, lại bỏ thêm 5 đồng mua một quả trứng luộc nước trà. Bởi vì trứng luộc nước trà này thật sự ăn rất ngon, người mùi đã thấy thơm ngào ngạt nên cô chỉ có thể từ bỏ bánh thịt bò. Bà chủ tiệm bánh bao nhìn cô gái tóc đen dài, rũ đầu nhìn chầm chầm quả trứng luộc nước trà, mũi hít hít. Bởi vì ngày nào cô cũng tới mua bánh nên bà sớm đã quen thuộc. Tuy rằng lúc trước nhìn hơi đáng sợ, nhưng thật ra chỉ là cô gái nhỏ trầm mặc ít nói mà thôi. Bà hạ giọng thì thầm nói, còn phải chú ý đó, tòa nhà bò hoang bên kia có rất nhiều tà ma, lúc trước là quần áo bay, bây giờ thì hẳn quan tài bay luôn. Còn sông bên đó mấy năm nay cũng không ít người chết đuối, chắc là chúng muốn tìm kẻ chết thay. Cô phi âm ngẩng đầu, bà chủ chỉ cảm thấy đôi mắt đen nhánh của cô nhìn bà bỗng lạnh đi vài phần. Được, con sẽ cẩn thận, cảm ơn cô. Ừ, Lung cô gái tóc đen dài đi xa, bà chủ mới tiếp tục nặn bánh bao. Lung vị khách tiếp theo đến lại là nhà chuyện quan tài bay trên trời, cứ như vậy một đồn mười, mười đồn trăm, cao ốc bỏ hoàng đã âm trầm, lại càng thêm khủng bố. Ngay cả ban ngày đi qua cũng thấy u ám. Nữ quỷ áo đỏ nghe thấy cố phi âm hỏi phải quyên tiền như thế nào, bèn sửng sốt một lúc lâu. Cô ta không dám tin hỏi lại. Cô muốn quyên tiền, cô gái tóc đen dài này tiết kiệm đến mức hơi bùn xỉn một chút tiền còn phải đến bốn vệ sĩ hộ tống một ngàn tệ còn có thể giấu bảy tám lần trong nhà vệ sinh tự nhiên lại có thể bỏ tiền ra quyên góp cố phi âm nòng trong quan tài hai tay khoanh trước ngực nhìn qua chẳng khác gì thi thể đúng vậy tuy rằng lão trời thối tha bắt tôi làm chuyện này nhưng đây cũng coi như là việc làm đúng đắn mà nữ quỷ áo đỏ nghi hoặc cái gì mà việc làm đúng đắn chứ sao cô lại không biết cố phi âm nói Chắc cô cũng biết có vài hòa thượng đạo sĩ sẽ giúp người khác đoán mệnh sửa mệnh. Mượn vận sửa vận để lấy một ít thù lao. Như vậy là vi phạm quy tắc hoạt động do lẽ trời đặt ra, sẽ phải quên một phần ra ngoài, cũng coi như là tích đức cho bản thân, làm trung hòa quy luật nhân quả của tự nhiên trên người mình. Tôi cứu tô địch cũng coi như làm thay đổi vận mệnh của anh ấy, đại khái tình huống đó cũng không khác biệt lắm. Nếu tích lũy quá nhiều loại nhân quả tự nhiên thì sẽ gặp phải báo ứng, cũng chính gọi là ngũ tệ tam khuyết. Cho nên những hòa thượng đạo sĩ đó mượn vận sửa mệnh xong cũng đều ra ngoài quyên một ít tiền, tự tích đức cho bản thân. Giống như lúc trước cô gặp một hòa thượng xinh xẻo, nghe nói cũng giúp người khác sửa mệnh nên mới lọt vào báo ứng, thành ra bệnh tật liên miên rồi sớm qua đời. Nữ quỷ áo đỏ cũng đã nghe nói hòa thượng đạo sĩ hay quyên tiền, họ cũng yêu cầu những người mà mình giúp phải làm nhiều việc thiện tích đức nhưng không ngờ nguyên nhân bên trong lại là như vậy vậy sao hôm qua cô không nói cô phi âm hơi đỏ mặt nhiều tiền như vậy còn không cho cô cất làm của riêng trốn thuế một tí à cô là con quỷ tham lam đã bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu đương nhiên là muốn cất tất cả vào túi của mình rồi ai biết ông trời ghê gớm như vậy chứ ngày hôm sau đã bị phát hiện muốn chạy khỏi lưới trời sao mà khó thế không biết nữ quỷ áo đỏ không hiểu về tham lam trên mặt cô gái tóc đen Cô cũng vì mặt cô thật sự rất trắng, khí chất lại âm trầm. Lúc nằm trong quan tài thì cả người cứ như bọc bởi một lớp khí đen. Nhìn chẳng khác gì người chết, còn là một người chết rất nguy hiểm nữa chứ. Cô ta giới thiệu cho cô vài tổ chức từ thiện, đều là những tổ chức cô từng tiếp xúc qua, làm việc khá ổn. Lúc tan tầm, cô phi âm liền đem tiền đi quyên, quyên 3.000 tệ, tuy rằng có hơi đau người nhưng tốt xấu gì vẫn còn thừa một vạn tệ, trừ đi hai trăm tệ hôm qua mua đồ, thêm với hơn một ngàn tệ cô gửi ngân hàng lúc trước và một ngàn tiền lương mà ông chủ thần tiên trả thì cũng có tổng cộng một vạn tệ. nói tóm lại thì gửi ngân hàng cũng có lãi, ngẫm ra thì cũng không tồi. dù sao đây cũng là số tiền từ trên trời rơi xuống. tuy rằng có một vạn tệ nhưng cô vẫn không bỏ ra được một ít để đi trồng răng cửa. bây giờ cô dùng răng giả đến thuần thục rồi, lãnh đạo cũng không biết cô đeo răng giả. Hơn nữa cái răng giả này cũng mất đến 300 tệ, mới dùng được mấy ngày cũng chưa hỏng, vẫn dùng tiếp được. Kế hoạch của cô là mỗi tháng ăn ba quả trứng luộc nước trà, uống hai cốc trà sữa, chỉ sợ là không được. Xem ra cô càng phải làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức cho buổi ghi hình ngày mai, cũng không thể làm qua loa, phải giúp nhà ma của bọn họ phát đạt rực rỡ. Nghĩ vậy cô thật sự có hơi khẩn trương. Vào ngày ghi hình, chương trình, cái áo bông bà cụ phơi mấy ngày cuối cùng cũng khô, mặc vào quả nhiên rất ấm áp cô còn đặc biệt đi đôi giày bông mới mua rằng giả cũng đeo cẩn thận đảm bảo sẽ không mắc lỗi nữ quỷ áo đỏ cũng rất kích động bởi vì lúc còn sống cô rất thích chương trình này nhưng chưa từng đến trường quay không ngờ sau khi chết lại có thể theo dõi toàn bộ hiện trường quay như thế này cô đã bỏ lỡ một cơ hội bắt quái rồi lần này kiểu gì cũng không bỏ lỡ được chuyện tổ chương trình muốn tới công viên giải trí ghi hình được truyền đi rất xa Phần lớn quỷ ở quanh công viên giải trí đều nghe nói tới, ngay cả nữ quỷ trung niên chưa kịp giữ con cũng chạy tới, con rất hưng phấn. Còn trai tôi rất thích chương trình này, nó đặc biệt thích mấy MC đó, thứ sáu hàng tuần đều phải dành xem, nếu tôi có thể xin chữ ký cho nó thì tốt quá. Mà không đầu nói, tôi cũng chưa gặp minh tinh bao giờ, muốn đi xem thử. Quỷ cụt tay nói, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt thôi. Cô gái hàng xóm và bà cụ liếc nhau, cùng nhảy ra khỏi tòa nhà bỏ hoang. Từ sáng sớm, cố phi âm đến công viên giải trí đã thấy rất nhiều quỷ. Trên tàu lượn siêu tốc, trên bánh quay xe khổng lồ, cả trong nhà ma cũng có không ít quỷ bay lượn. Mấy người quen biết còn đến chào hỏi cô, động viên cô cố lên, nhắc cô buổi tối nhớ thể hiện tốt. Cô khá bất ngờ, sao mọi người đến đến đây cả thế? Nữ quỷ áo đỏ lắc lắc mái tóc được trải chuốt kỹ càng. Chúng tôi đương nhiên là tới xem náo nhiệt rồi, đến sớm thí còn tranh được chỗ tốt. Cô phi âm có thể lý giải, náo nhiệt thì ai chẳng thích xem, cô cũng thích. a à, dù sao con người cũng không nhìn thấy được các người, chắc không ảnh hưởng gì đâu nhỉ, các người đừng dọa người là được. Nữ quỷ áo đỏ, cô gái hàng xóm và bà cụ đều đồng loạt nghiêng đầu sang nhìn cô. Nếu tô địch không bị bắt cóc thì cũng định tham gia. Nhưng sau khi bắt cóc, sức khỏe của anh còn chưa ổn định, phỏng vấn đơn giản thì còn được, chứ những trò cạnh tranh vận động thì không ổn. Tổ chương trình chỉ có thể tạm thời đổi người. Tô địch đề cử bạn tốt Hà Khang của anh với chương trình hà khang cũng đang là nam nghệ sĩ khá được hoan nghênh nhưng vẫn kém hơn tô địch một chút tổ chương trình có hơi do dự bọn họ vốn muốn mời một nam vinh tinh khác có danh tiếng hơn tô địch nói kỹ nghệ của hà khang thật ra rất tốt cũng có nhiều fan mấy năm nay cũng có vài tác phẩm danh tiếng tham gia rất hợp tôi cũng có thể vì chương trình của các bạn mà thu một cái vcr cổ vũ ít nhất trước khi kỳ này phát sóng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt công chúng đây chính là vcr độc nhất vô nhị đó nha tổ chương trình lập tức đồng ý ngay. Gần đây tôi địch rất nổi, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện bắt cóc, anh chưa từng xuất hiện trước công chúng, ai có thể giành được cuộc phỏng vấn đầu tiên với anh tuyệt đối sẽ đứng đầu các báo. Tổ chương trình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Rất nhanh đã tới buổi tối, thời gian ghi hình cũng chỉ còn chưa tới 2 tiếng nữa. Công viên giải trí đã đóng cửa, chỉ có 100 người hâm mộ được tổ chương trình tuyển chọn chỉ định vào các khu vực đóng vai NPC. Người của tổ chương trình cũng đã tới lúc lãnh đạo bố trí sân chơi phân công nhiệm vụ cố phi âm cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên đó chính là cô không thể nằm mãi trong quan tài mà phải ra ngoài một lát rồi mới vào lại bởi vì bọn họ muốn giấu chìa khóa trong quan tài của cô nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ chìa khóa cố phi âm vốn hơi khẩn trương dù sao đây cũng là thử thách lớn trong sự nghiệp của cô nhưng nghe ông chủ thần thiên nói xong cô lại càng vô cùng lo lắng vì cô không đi ra ngoài được hơn nữa chân cẳng cô còn không tiện trèo ra ngoài không ổn Bây giờ bảo cô ra ngoài thực sự là khảo nghiệm rất lớn. Nếu lỡ làm dối tung lên thì sao? Điểm mạnh của cô chính là nằm trong quan tài cười một cái. Bây giờ lại phải ra ngoài. Tôi sợ mình không làm tốt. Yên tâm đi tiểu cố. Ngoài cô ra không có ai làm tốt cả. Cô phải có lòng tin với bản thân chứ. Cô phi âm nghiêm túc nhận được nhiệm vụ quan trọng này. Cô cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn. Nhưng mà không sao. Cô tin là đầu óc cô có thể xử lý tốt chuyện này tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo. Cái chân này của cô đúng là không biết cố gắng, hư không đúng lúc gì cả. Cô muốn đi tìm cô gái hàng xóm và nữ quỷ áo đỏ bàn bạc xem nên làm gì, nhưng thấy người chủ trì và khách quý tới rồi, bọn họ bay vài vòng đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Bây giờ nhà ma chẳng có ai cả, chắc là đi xem náo nhiệt cả rồi. Đúng rồi, cô có thể mượn cây chổi của bà lão, con người chắc cũng không thấy cây chổi của bà đâu. Để lúc đó đi ra ngoài, cô chỉ cần nắm chắc cây trồi của bà lão thì chắc sẽ dễ đi lại hơn một chút nhỉ. Nghĩ vậy cô quả nhiên yên tâm hơn một chút, ít nhất có cây trồi này sẽ không sợ ngã. Thật làm cho người ta lo lắng quá mà. Đây là lần thứ ba mã áo tới công viên giải trí thành phố A. Nghĩ lại hai lần trước mà vẫn kinh. Đến lần thứ ba, anh ta nhìn công viên giải trí ngày càng gần, đứng rừng rững trong đêm đen. Tuy rằng có ánh đèn lập lòe, Tiếng người ồn ào nhưng anh ta vẫn không nhịn được dùng mình một cái. Trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Hơn nữa dù sao, anh ta cũng thấy công viên giải trí này rất u ám. Đặc biệt về đêm lại càng có vẻ đáng sợ hơn. Bây giờ chưa bắt đầu ghi hình chương trình, anh ta đã cảm thấy chống ngực đánh tình thịch. Chuyện này không thể trách anh ta được. Dù sao anh ta cũng là người đã thấy sáu con mắt đó. Cuối cùng phải đi vào chùa xin một lá bùa bình an mới giảm tần suất gặp ác mộng. Hà Khang nói với mã áo, Nghe nói anh đã đến công viên giải trí này hai lần, chắc cũng đã khá quen thuộc với chỗ này rồi. Anh cảm thấy chìa khóa có thể được giấu ở đâu? Quan tài. Thứ đầu tiên mà áo nghi tới chính là cỗ quản tài kia. Anh đã cứng nhắc nói, tôi cũng không biết, có thể ở bánh xe quay hoặc là mấy chỗ vòng xoay ngựa gỗ linh tinh gì đó. Hà Khang cười he he, ý vị sâu xa, mã áo sờ sờ mũi. Nếu không anh có thể đi vào nhà ma xem sao, nhà ma cũng là chỗ giấu đồ rất tốt lại cũng không dễ tìm. Hà Khang nói, đợi tí nữa có cơ hội thì chúng ta cùng đi. Mã áo cảm thấy anh ta có thể nói không hay sao? Các nghệ sĩ bắt đầu lục tục xuống xe. Phan hâm mộ chờ ở công viên giải trí vội vàng la hét gọi tên ai đó. Xong gào lên nói em yêu anh. Âm thanh đó rung trời, lại chèn nhau muốn đi lên trước, đủ thấy sự nhiệt tình của người hâm mộ. Nữ quỷ áo đỏ ngồi xếp bằng giữa không trung, nhìn cả một đoạn đường toàn người chen chúc nhau đôi mắt đỏ như máu đang càng sán hơn. Cô nhích lại gần cô gái hàng xóm nói, cô thích ai nhất? Tôi thích nhất là Hà Khang, vừa đẹp trai lại vừa diễn hay. Anh ấy mà diễn thì tôi phải xem đi xem lại tới mấy lần đấy. Cô gái hàng xóm kín đáo nhìn cô một cái, im lặng không nói gì. Nữ quỷ áo đỏ cũng không thèm để ý, nhìn về phía bà lão. Bà ơi, bà đã lớn tuổi như vậy rồi còn theo đuổi thần tượng ạ? À? Bà thích ai nhất? Bà lão ôm cây trổ nhìn cô ta. Nữ quỷ áo đỏ bị đánh bại rơi ánh mắt chỉ thầm không biết sao cô gái tóc đen dài có thể chung sống được với hai người này cô đương nhiên không ngờ trước mặt bà lão cô gái tóc đen dài chưa bao giờ chịu thua đột nhiên cô ta thấy trong đám nghệ sĩ có một người rất quen mắt hình như đã từng gặp trước kia người kia hình như là mã áo là người đàn ông lúc trước đến nhà ma livestream mà bị ánh mắt của hai người dọa sợ bỏ chạy đó hai người có nhớ hay không không ngờ anh ta cũng tới lúc trước còn chẳng thấy tin tức gì Cô gái hàng xóm và bà lão vốn đang xem gì đó, cũng kiên đáo chuyển ánh mắt, tất cả cùng nhìn về phía Mã Áo. Mã Áo chỉ cảm thấy sau lưng tự nhiên lạnh toát, dùng mình một cái, anh ta run bẩn vật, ôm người đứng trong gió lạnh. Không biết vì sao, dự cảm không tốt lại càng thêm mãnh liệt, anh ta nhìn trái nhìn phải, giống như mình lại bị sáu con mắt kia nhìn chằm chằm vậy. Hết tập 6, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.